trường đồng số 3, thứ B thắng thứ và đô trường tiếp theo. Chúng tôi nhắc hai đô chuẩn bị trang phục. Quăng ra nhỉ. Trận con gái nó sống, con gái thì coi, nó chảy, nó chảy.
Thì nhà thích quá cái đưa cho 200 nó cần với lại sao một tí cái gì thì đó về to thiếu luôn ở đây cá nhau đẹp để cái này suốt Hãy
Yeah.
Sau hiệp thi đấu này sẽ là cho một của hai đô giải nhất. Chúng tôi xin mời hai đô giải nhất chuẩn bị vào khu vực. Yeah.
rồi.